Thì hôm nay em tới đây thì em muốn báo cho anh một tin, không biết anh nên vui hay buồn thôi. Tin gì nói thẳng luôn hay là lại bắt đầu thực hiện âm mưu gì? Em không thực hiện âm mưu gì hết. Hôm nay là em đến em nói với anh là em đã có bầu rồi. Cái gì cơ? Em có bầu rồi. Bây giờ mày muốn như nào đây? Bây giờ mày muốn như nào để mày giữ bí mật này? Tao hay mày biết thôi. Anh phải đưa tiền em nuôi con. Bây giờ mày muốn bao nhiêu tiền? Hả? Anh đưa bao nhiêu cũng được. Đây, bây giờ tao đưa mày chút 10 triệu. Được chưa? Mày nuôi cái thai này. Kia, cầm đấy. Mày làm gì đấy? Anh đưa tiền cho làm gì? Hả? Con này mang tiền đây. Hello, xin chào mọi người nhá. Thì hiện tại bây giờ kia đang đồng hồ đợi con trà xanh anh em ạ. Thì hôm nay con trà xanh nó gọi điện cho mình, nó bảo hẹn mình là ra đây nói chuyện với nó. Thì mình không biết là nó hẹn mình ra đây để nói chuyện gì ấy. Thì hôm nay mình sẽ quyết định là mình sẽ đợi nó để nói chuyện, để xem là nó nói chuyện gì với mình nhá. Thì không biết là nó thực hiện cái âm mưu gì nữa. Mình nghi lắm anh em ạ. Thì mình đã quyết định là mình sẽ nhờ anh em lấp vào trong bụi kia để xem nếu mà có gì thì anh em sẽ ra anh em ạ. Thì với lấy con trà xanh nó gọi điện cho mình rồi anh em ạ. Thì một lát nữa nó sẽ đến. Thì bây giờ kia sẽ ngồi đợi nó nha anh em nhá. Hôm nay cô gọi tôi đến có việc gì? Thì hôm nay em tới đây thì em muốn báo cho anh một tin, không biết anh nên vui hay buồn thôi. Tin gì nói thẳng luôn hay là lại bắt đầu thực hiện âm mưu gì? Em không thực hiện âm mưu gì hết. Hôm nay là em đến em nói với anh là em đã có bầu rồi. Cái gì cơ? Em có bầu rồi. Mày có bầu với ai? Thì lúc đó em chỉ ngủ với anh thôi. Và em đếm từ cái ngày đó, từ đến giờ là cái bầu đó nó của anh không có ai hết. Thôi mày đừng có mà đưa dao đi, tao không tin đâu. Bây giờ mày còn định là mày bảo có bầu với tao để tao tin mày, để tao không đòi tiền mày á? Em không có hề đợt tiền anh, nhưng mà giờ cái bầu đó đúng là cái bầu của anh rồi. Bởi vì lúc đó em chỉ ngủ với anh thôi, không ngủ với ai hết. Thế bây giờ mày xét nghiệm chưa? Bây giờ mày lấy bằng chứng cho tao xem. Bây giờ nhớ mày ngủ với thằng Duy, bây giờ bầu đấy của thằng Duy thì sao? Thì ít bữa nữa em xét nghiệm cho anh xem. Anh tao không tin đâu. Bây giờ mày phải có cái bằng chứng cho tao chứ. Bây giờ mày đến đây mày nói chuyện với tao, mày bảo là mày có bầu, làm sao mà tao tin được? Thì đây nè. Cái gì? Cái thử thai chứ gì. Đấy, hai vạch đấy. Cái từ bao giờ? Em có từ lúc em đếm từng ngày em biết rồi mà. Em đã bảo là cái ngày đó là em nớ với anh, ngủ với anh mà. Nhưng mà bây giờ nhá, tao không biết đấy là cái bầu của tao hay là không, mày hiểu không? Đây là mày yêu thằng Duy. Bây giờ nhớ cái bầu đấy là của Duy thì làm sao? Tao hỏi mày thế. Bây giờ mày phải đưa cho tao cái siêu âm. Nếu đúng là cái bầu của tao ấy thì tao sẽ chịu trách nhiệm với cái bầu của tao. Thì còn nếu mà không phải nhá thì mày liệu hồn với tao đấy. Thì từ từ em sẽ đưa cho anh. Nhưng mà tao không bao giờ tin đâu. Tại vì là bây giờ mày nói mồm không nhảy, không bao giờ tin. Việc gì tao anh phải tin được. Nhưng mà cái bầu này chắc chắn là của anh rồi, không của ai hết. Thằng Duy em không bao giờ em ngủ với nó. Em chỉ ngủ với em mình anh thôi. Thế bây giờ mày muốn như nào? Tao mày nói chuyện hẳn hoi, nói chuyện hai người. Giờ giữ kín cái việc này cho tao. Đúng rồi, em muốn nói mình anh biết thôi. Chứ em có nói với Thư hay là nói với ai đâu. Tao không muốn mày nói với Thư. Bây giờ tao muốn mày ấy là nói chuyện với tao, hai đứa biết thôi. Có gì tao mày giải quyết. Bây giờ mày muốn như nào? Em muốn anh cưới em. Bây giờ tại cưới sao mà tao phải cưới mày? Giờ đứa con này anh không lo là anh đừng có tội đấy. Bởi vì đứa con này là đứa con của anh chứ không phải đứa con của ai hết. Nhưng mà bây giờ tao làm sao mà tao cưới mày được? Bây giờ chuyện mọi chuyện như thế, bây giờ mày báo tao là mày có bầu, xong bây giờ mày bảo tao cưới mày, làm sao mà tao cưới mày được ngay được? Bây giờ mày phải đưa cho tao cái giấy xét nghiệm đúng là trong bụng mày là đứa con của tao thì tao mới chịu trách nhiệm được chứ. Bây giờ mày đến đây mày nói chuyện với tao bảo là có bầu thì làm sao mà tao chịu được? Thì anh cứ từ từ em sẽ đưa cho anh xem. Nhưng mà mấy tháng rồi? Thì từ lúc anh ngủ giờ là 2 tháng rồi. Thế bây giờ mày muốn như nào đây? Bây giờ mày muốn như nào để mày giữ bí mật này? Tao hay mày biết thôi. Anh phải đưa tiền em nuôi con. Bây giờ mày muốn bao nhiêu tiền? Hả? Anh đưa bao nhiêu cũng được. Miễn là nuôi đủ nó là được. Nuôi đủ nó tròn 18 tuổi rồi. Nó lớn rồi, em bỏ nó đi đâu đi. Bây giờ tao không biết là cái bầu đấy của tao hay không. Bây giờ mày đến mày nói với tao như thế. Nhưng mà em chắc chắn là cái bầu đấy là của anh, không của ai hết. Bởi vì thằng Duy thì em cũng không bao giờ em ngủ với nó, chỉ ngủ mình anh thôi. Bây giờ thì có gì từ từ giải quyết. Bây giờ mày đừng nói cái chuyện với ai cả.
Bây giờ chuyện của tao mày bây giờ giải quyết từ từ. Thì hôm nay em gọi anh ra đây chỉ nói chuyện mình anh biết thôi đây. Bây giờ mày muốn bao nhiêu tiền? Đúng, mày muốn bao nhiêu tiền? Em nói là anh lo cho nó đủ 18 tuổi. Đây, bây giờ tao đưa mày chút 10 triệu. Được chưa? Mày nuôi cái thai này. Tiền, cầm đấy. Mày làm gì đấy? Mày đưa tiền cho nó làm gì? Hả? Con này mang tiền đây. Mày biết cái gì mày để cho nó đưa đi cho nó đi. Mày bị điên à? Bây giờ nó bảo nó có thai mà mày tin à? Mày biết làm sao được? Bây giờ nhớ, bây giờ cái bầu này của tao sao? Nhớ gì mà con này mày để vừa thôi. Mày đừng đụng với nó nữa. Bây giờ nói chuyện bình tĩnh như nào? Mày tỉnh táo lại đi. Con này nó chỉ có thai đâu, nó đang lừa mày đấy. Anh phải bình tĩnh là. Nó không bao giờ lừa ai hết. Mày im mồm nhá. Mày lừa tiền đằng kia chưa đủ à? Mày lừa tiền là kiểu khác. Nhưng mà riêng có con là tao không bao giờ lừa ai. Sao bây giờ kia nó đưa tiền cho mày? Bây giờ tôi nói này. Bây giờ tôi không biết là cái bầu của nó này có thật hay giả. Bây giờ tôi cứ đưa cho nó. Sau này nó phải đưa cái giấy xét nghiệm cho tôi để xem là bầu thật hay bầu giả. Điên là con này không có thai đâu. Mày mới yêu nó một tháng. Mà bây giờ có thai mà điên à? Thì bây giờ nhớ đâu là con đấy, con của tao sao? Con cái gì bây giờ? Vừa mới yêu nhau một tuần xong rồi bây giờ chia tay. Tính bây giờ được một tháng rồi. Mà con này mày điêu vừa rồi nhá. Mày điêu vừa thôi. Mày đưa giấy cho anh tao đi. Thì mày giỏi mày mang giấy đây cho nó. Lúc đó tao chỉ ngủ với nó thôi. Thì bây giờ nhá, mày bảo là mày yêu Đồng Duy, mày bây giờ có thằng anh kia. Giờ mày không tin đúng không? Được rồi, mày cứ để đấy để tao đưa giấy cho xem. Mày giờ mày tỉnh táo lại đi, mù quáng vừa thôi. Anh nó lừa mày nó chưa đủ à? Nói anh không nghe. Bây giờ mày ăn ở đây. Không, tao không đưa tiền, tiền này là tiền của Thư nữa, tao không đưa. Tiền này của tao không phải tiền của Thư đâu. Của tao nhưng mà tao sẽ nói cho Thư biết. Mày cấm nói cho Thư biết. Sao tao không nói? Bây giờ cái chuyện đó mang thai đấy là cái Thảo đang lừa mày thôi. Mày đừng mà tin mồm nó. Mày đừng nghe nó để xem như thế nào đã. Chuyện có bầu là tao không bao giờ lừa. Tao không cần tao tin được con này có thai ở kia nữa. Mày đừng. Mày cứ bình tĩnh nói chuyện thế nào. Tao không bình tĩnh nữa. Mày cứ chỉ trước mặt tao. Mày có thể lừa được kia nhưng không bao giờ lừa được tao, nhớ chưa? Chuyện này ấy, ngay tối nay tao sẽ nói chuyện với Thư biết. Và tiền này mày không được đưa cho con Thảo mày nữa. Anh không được đưa đâu. Bây giờ tao nói cho mày nghe này. Bây giờ Thảo ấy nó có bầu với tao rồi. Tao phải cần cái số tiền này để tao đưa cho nó để nó nuôi con. Mày không, nó đang lừa mày đấy. Mày đừng mà tin mồm nó. Riêng cái chuyện này là tao không bao giờ lừa ai hết. Cả con này nha, mày im nhá. Mày giỏi mày mang ngay cái giấy xét nghiệm đây. Mày mang ngay đây. Mày không tin thì để đó tao mang lên cho mày xem. Mày đưa tiền tao đây. Tao không đưa. Mày đưa đây. Mày tỉnh lại đi. Mày đưa tao tiền đây. Tiền của tao thì của mày không đưa. Tao không đưa đây. Tao sẽ nói tiền của tao đấy. Cả con này nhá. Mày xảo trá lừa thôi nhá. Mày lừa đường thiên nhưng không bao giờ mày lừa được tao đâu. Tao mày nói cho mày biết nhá. Thôi em không phải lo đâu. Có gì thì anh với em nói chuyện sau. Anh này về sao mày rồi? Mày đang nói gì? Mày biết mày đang nói bây gì? Bây giờ đứa con đây là của tao đấy. Mày chưa nhìn thấy cái giấy kia thì mà sao mày tin thế? Cái nhỡ đâu là thật thì sao? Tao anh chắc chắn là không phải thật. Ngày mai nó cầm giấy. Con này tao không biết là mày nói cái gì cho thằng Thiên biết. Nhưng mà tao cảnh cáo mày nhá, đừng có mà lôi chuyện của con với thằng Thiên để mà uy hiếp nó nhá, để mà lấy tiền của nó nhá. Tao không phải là người sống như vậy đâu. Riêng chuyện có con là tao không bao giờ là giả dối đâu mày. Cái bộ mặt của mày mọi người đều biết hết rồi. Mọi người biết rồi. Bây giờ ấy, mày đừng mà lôi chuyện đứa con của Kiên ra để mà uy hiếp tao. Bọn tao không bao giờ bọn tao sẽ đưa tiền cho mày đâu. Còn tao nói rồi đấy, mày không lo được thì... Còn cả mày nhá. Tao cho tao kiện mày ra tòa mày luôn. Bây giờ anh sẽ chấp nhận, anh sẽ nếu mà có bầu. Mày vì sao ấy? Cái gì? Thế bây giờ mày để nó kiện tao à? Nó chắc chắn nó không có, mày không bị gì sợ. Nó không có bầu đâu. Thế bây giờ chuyện của Thư mày tính như nào? Bây giờ nó ngủ với thằng Duy, nó có bầu, nó bầu con của anh à? Sao mình ngu đấy, mình tỉnh táo lên nào. Anh phải nó đưa tới chờ anh Duy. Bây giờ là nó người nó yêu thằng Duy, không phải mày. Mà bây giờ tự nhiên nó bảo nó có con với mày. Thì lúc đó tao chỉ ngủ với nó thôi, tao không biết mày ngủ thằng Duy. Mai cầm ngay giấy cho tao. Mày giỏi ngày mai nhá, mày cầm giấy ở đây nhá, rồi mẹ. Để tao anh nghiệp xem. Rồi mẹ. Mày đừng có lừa anh Duy. Thôi mày đừng nói nhiều nữa, bây giờ cái cuộc sống của tao ấy, để tao tự lo đi. Cái gì? Bây giờ nó lừa anh trên ngon đi ra rồi. Bây giờ chúng mày biết làm sao được? Bây giờ lỡ đâu nó có thật đầu của thật thì sao? Bây giờ con đây con của anh đấy. Bây giờ nó đưa giấy rồi. Bây giờ em mang giấy lên cho xem. Còn nếu nó mà không có chịu trách nhiệm thì tao sẽ kiện nó ra tòa thôi. Mày đừng có âm mưu nhá. Tao không hề âm mưu. Cái chuyện có bầu này là tao không hề âm mưu được. Mày không lừa anh thêm lần nữa đâu. Để tao biết được chính sách. Mày bây giờ tốt nhất mày đừng tin nó nữa. Bây giờ ấy. Cái chuyện này tao sẽ nói với cả Thư biết. Mày đừng nói Thư, còn bây giờ mày đi ra đi, em đi về đi. Làm mày đi ra. Mày đang bênh nói à? Tao không biết là bênh hay không, tao chả bênh thằng nào cả. Nhưng mà bây giờ em đi về. Em đi về đi. Về đi. Có gì anh em nói chuyện sau mày nhá. Mày đi ra. Bây giờ nó về. Bây giờ nó bầu đi hiếp anh. Bây giờ nó đang có bầu đấy, mày động vào nó bây giờ nhớ là sao tao. Mày tỉnh táo đi, nó sẽ mình ngu đấy.
Bây giờ nó lừa mày, trước nó lừa 50 triệu của mày rồi, bây giờ mày vẫn còn tin là mày kia mày còn đưa tiền cho nó nữa. Thì tao hỏi mày bây giờ nhớ nó có bầu, bây giờ là cái bầu đấy của tao thì sao? Bây giờ mày làm gì nó, bây giờ nhớ làm sao? Ai là người gánh hậu quả? Tao à? Hay mày? Sao mày hèn đấy? Anh phải bình tĩnh. Ừ, tao hèn nó rồi, nhưng mà bây giờ con đấy là con của tao, tao phải trách nhiệm. Mày hiểu không? Bây giờ mà chưa biết là cái Thảo nó có thai thì tao đã nói là biết đâu, nhưng mà cái chính bây giờ mày cứ kệ nó đi. Ôi, tao sẽ nói chuyện với nó, tao sẽ bảo nó đơn mang giấy đi. Nếu đúng là con của tao ấy, thì tao sẽ chịu trách nhiệm. Hiểu chưa? Bây giờ Thư mày tính nào? Thư ta sẽ nói chuyện sau. Nói chuyện sau, nói chuyện kiểu gì? Bây giờ mày nói chuyện kiểu gì? Đấy việc của tao, không việc của mày. Thư yêu mày 3 năm thế, chỉ vì một con đàn bà yêu nhau được một tuần mà mày theo nó à? Sao mày còn mang tiền cho nó à? Sao mày hèn đấy? Bây giờ tao ấy là có bầu rồi đó. Bây giờ mày sao mày cứ nói nhiều về vấn đề của tao nhỉ? Bây giờ mày không suy nghĩ về đứa con của tao à? Tao nói thật ra. Ôi, tao không có thời gian nói chuyện mày đâu. Tao nói thật nhá. Mày cái dòng tiền đấy, tao cho mày luôn đấy. Tao đéo quan tâm, tao chỉ quan tâm với Thư thôi. Thư ấy nó mày đi ra. Mày cứ đợi đấy nhá. Mày đi ra đi.